quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành thứ 5 của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông MayQ thực hiện. Các chương trình đồng hành sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, với tiêu chí bản sắc Việt, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 mong muốn gợi lên niềm tự hào của giới trẻ khi hát các ca khúc về quê hương xứ sở, về tình yêu quê hương đất nước. Bởi thế, trong vòng bán kết 1 vừa qua vào ngày 28, 67 thí sinh đã cất cao giọng hát, đã mang đến một khu vườn âm nhạc với rất nhiều màu sắc khác nhau. Theo nhận xét của Hội đồng Ban giám khảo vòng bán kết 1, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 hội tụ nhiều giọng hát chất lượng và đa phong cách. Đặc biệt, các giọng ca lạ theo phong cách dân ca đương đại đã thể hiện rất xuất sắc phần thi của mình. Cho dù đã phải có người đi kẻ ở, 35 thí sinh dừng lại ở vòng thi này cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những phần thể hiện xuất sắc của các bạn được đi tiếp vào vòng bán kết 2. Rất là sung sướng, vui. Quá là bất ngờ. Em rất hạnh phúc ạ. Em rất là vui ạ. Vui lắm. Rất thích ạ. Vui ạ. Đừng có chuyện của tôi. Rất vui. Cực kỳ vui. Rất là hồi hộp. Rất hạnh phúc ạ. Vui. Em rất là vui. Lo lắng hơn. Sung sướng, hạnh phúc và lo lắng. Cuộc thi thì cũng sẽ có thắng và bại. Nên nói chung ngang đi là quá hạnh phúc rồi. Nếu có cơ hội và điều kiện thì năm sau em sẽ thi lại lần nữa. Quý vị biết không, qua mỗi vòng thi thì mức độ gay cấn ngày càng tăng lên và càng cam go hơn khi vòng bán kết 2 là vòng quyết định trong khuôn khổ các vòng loại. Và vòng này thì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, các thí sinh của chúng ta cũng có thể nhận một điểm trừ từ ban giám khảo. Bởi vì sau vòng này thì ban tổ chức chỉ lựa chọn 8 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết mà thôi. Chính vì vậy mà các bạn thí sinh phải rất kỹ càng khi chọn bài hát cũng như là tập luyện cho bài hát dự thi của mình. Gay cấn là thế, cam go là thế, nhưng các thí sinh tiếng hát truyền hình 2012 vẫn không quên trao cho nhau những nụ cười, cùng hát chung với nhau và thậm chí là tư vấn, góp ý trong lúc tập cho cả đối thủ của mình. Hiện tại thì Hạ Trâm đang ở trong phòng chờ của các bạn thí sinh ở vòng bán kết 2 và các bạn cũng thấy là không khí của phòng chờ rất là sôi nổi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một số bạn thí sinh trước khi các bạn ấy bước lên sân khấu nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên mình. Mình tên là Phương Diệp. Phương Diệp ngày hôm nay đến với vòng bán kết 2 thì bạn sẽ thể hiện ca khúc nào? Đến với bàn vòng bán kết 2 ngày hôm nay thì Phương Diệp sẽ thi ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Bây giờ bạn có cảm thấy hồi hộp không? Hồi hộp thì không có đâu, chỉ sợ là khán giả không thích phần thi của mình thôi. Tại sao bạn lại bi quan như thế? Hạ Trâm nghĩ rằng khi mà các bạn thí sinh bước lên sân khấu thì khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ nhiệt tình. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho tất cả các khán giả biết bạn tên gì không? Tên mình là Thanh Tuyền, mình đến từ Hà Nội. Bạn đến từ Hà Nội và ngày hôm nay bạn sẽ thể hiện ca khúc nào? Mình sẽ thể hiện ca khúc Mưa Rơi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Tại sao bạn lại chọn một ca khúc như thế ạ? Ca khúc Mưa Rơi ạ? Ca khúc Mưa Rơi là một ca khúc rất là hay và đó là cái sở trường mà em sẽ định theo đuổi. Đó là dòng nhạc mà em sẽ định theo đuổi và thể hiện nó. Chúc bạn sẽ thật thành công trong vòng thi này nhé. Bạn chuẩn bị cho mình bao nhiêu phần trăm tự tin trong vòng thi này rồi? Đây là một ca khúc mà Tuấn Hòa sẽ cố gắng hát hết sức của mình để truyền tải đến toàn thể quý vị và hy vọng là ghi điểm của ban giám khảo. Bây giờ bạn có cảm thấy hồi hộp không? Có đôi chút. Hạ Trâm nghĩ là đôi chút hồi hộp thì khi lên sân khấu, khi mà có nhiều khán giả cổ vũ cho mình thì bạn sẽ bớt hồi hộp và thể hiện thật tốt phần dự thi của mình nhé. Kính thưa quý vị cũng đã thấy không khí của phòng chờ của các bạn thí sinh ở vòng bán kết 2 rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là những gương mặt lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012 nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng biết được 8 bạn thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Và trong lúc chờ đợi kết quả thì Hạ Trâm xin được bật mí cho tất cả quý vị và các bạn biết về cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm nay nhé. Một giải nhất chung cuộc 100 triệu đồng, một giải nhì 60 triệu đồng, một giải ba 40 triệu đồng, một giải tư 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải phụ, các giải do khán giả bình chọn và các giải thưởng từ các đơn vị hỗ trợ.
vị và các bạn thân mến, buổi thi bán kết 2 sẽ được phát sóng vào 2 ngày 5 và ngày 6 tháng 10 vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 và được đăng tải trên trang web của cuộc thi www.tienghattruyenhinh.com. Nhưng mà hơi tiếc là ở mỗi niềm vui thì lại song hành với một chút ngậm ngùi. Tài năng chỉ chênh lệch nhau một chút xíu thôi, nhưng mà sau buổi thi ngày hôm nay thì vẫn có người đi và vẫn có người ở lại. Xin được chúc mừng bạn Y Gia Linh A Dung sinh năm 1990, Cao Thị Công Nghĩa sinh năm 1990, số báo danh 32, thí sinh Lê Quang Huy sinh năm 1990, số báo danh 21, Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, số báo danh 07, bạn Đinh Ngọc Thiện sinh năm 1990, Điểu Thị Bích Thủy sinh năm 1985, số báo danh 10. Trái mai ơi cao nguyên em thương ai bên nơi đang chờ ai một con đường hồng từ bao la con lên tương về với cội nguồn mẹ là người đầu tiên người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội ngay cả khi con ngủ dại một đời. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng tôi ngắm bao gia đình ngỡ tình yêu nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca trong giấc mơ. Quý vị thân mến, bắt đầu từ ngày hôm nay thì 8 bạn thí sinh của chúng ta sẽ rất bận rộn để chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra từ thứ 6 vào ngày 12 tháng 10, kéo dài trong 5 tuần liên tục cho đến đêm 9 tháng 11, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Và quý vị hãy bật TV vào lúc 22:30 vào ngày thứ 5 tuần sau để cùng xem đồng hành số 6, cùng theo dõi những điều thú vị của hậu trường chuẩn bị cho vòng chung kết Tiếng Hát Truyền Hình nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!